Thay vì chậm rãi di chuyển qua đoạn đường toàn bùn đất, nam tài xế lại chọn cách phóng nhanh để rồi phải nhận cái kết đắng. Clip chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của cư dân mạng, nhiều ý kiến bày tỏ vừa thương vừa buồn cười. Theo nội dung clip, tại một đoạn đường bị sạt lở do mưa lớn, bùn đất đổ xuống khiến đường trơn trượt khó di chuyển. Một chiếc ô tô gắng di chuyển qua, tài xế khó khăn khi đánh lái. Thế nhưng, thay vì chậm rãi di chuyển, người này lại chọn cách phóng thật nhanh nhằm thoát khỏi con đường này. Mặc dù phía trước có người hướng dẫn đánh lái, song đi được một đoạn, chiếc xe bỗng bẻ lái và lật đổ sang bên đường. Sau khi clip được chia sẻ trên mạng xã hội, đã nhận được nhiều tương tác của cộng đồng mạng. Ai nấy đều lắc đầu trước cách xử lý thiếu kinh nghiệm của tài xế này khi di chuyển trên những đoạn đường trơn trượt. Nhiều tài xế cũng đã chia sẻ kinh nghiệm lái xe của mình khi gặp phải những tình huống tương tự để mọi người học hỏi. Đường ấy mà vì thế mà không lật là chuyện lạ, nếu xe khỏe thì đi từng tí một may ra mới ổn. Đi dốc, sợ nhất là có người đứng lờ, cứ sợ tầm trúng vì phải giữ đà. Nhiều khi bác tài bị giật tay lái, xe hướng tới người hướng dẫn, hoảng quá bẻ luôn để né. Chứ khúc đó chả lý do gì để bẻ phải cả.